cái gì, vụ gì mà tôi nghe âm cười khoái chí vậy? Mới đi lên núi học thầy có nhiều câu triết lý. Triết lý gì? Cái gì? Vậy ông triết lý đúng không? Là bên đó là ông gì? Thầy nó chuyên về triết lý hả? Vậy để tôi hỏi ông cây câu này ông trả lời được không nghe? Cái gì? Tôi cũng đang bực bội lắm nhưng mà để tôi hỏi ông câu để trả lời được không thôi. Con heo và con lợn nó khác nhau ở chỗ nào? Anh nhỏ anh không một lớp một hả? Thì tôi hỏi ông trả lời đi, nếu mà trả lời được thì tôi sẽ trả lời cho ông nghe. Con heo, con lợn nó khác nhau. Ở chỗ nào? Con heo nó ăn cắm bắp, con lợn nó ăn cắm ngô. Nó khác nhau. Đúng, vậy thôi. Đúng rồi đó. Vậy nè, bữa nay là tôi hỏi ông đến sáng giờ là tôi làm riết tôi mệt lắm mà tôi bực bội không biết đâu. Sao? Là tôi nhờ ông kiểu là như ông ở dưới và tôi ở trên. Nghĩa dưới và trên ông biết không? Có nghĩa là trên cây chứ không phải là chỗ nào đâu mà ông đừng suy nghĩ tùm lum. Có nghĩa là tôi sẽ trèo lên cái mái nhà đó. Ở cái cây trước nhà đó, ông thấy không? Đó là tôi muốn chặt cái mấy cành cây ở trên mái nhà. Nhưng mà sợ rớt trên mấy côn. Đâm ra là tôi muốn ông là ở dưới, cái ông giục cái dây lên để tôi cột lại. Rồi ông kéo xuống. Ông hiểu không? Với lại là kiểu mà mình gị dây á, gị dây một bên mình một bên này nè. Mà nó cao quá tôi không phải lên cực á. Ví dụ giống như là cái dây cao lòn lên là cho dễ gì. Đúng rồi, nhưng mà mình giục lên nhiều khi nó đi tầm 7. Cái này nắp dụng thực tế rất là cao nha. Trèo chỉ cho nó té, anh già cả rồi. Giỡn hoài, ai cũng khen tôi đẹp trai, trai còn trẻ mà không nói già ra. Em tính chế cho anh cái cây mà tự xỏ dây. Xe chỉ luồng kim hả? Ừ, trên cao. Được không? Rất là tiện lợi. Nhưng chế rất là đơn giản luôn. Nhưng mà áp dụng một thực tế rất là cao, sử dụng vào đời sống rất là ok luôn. Mọi người nên làm một cái để ở nhà, để áp dụng những cái trường hợp mà chúng ta cột dây trên cao. Rất là ok. Đang cần. Ừ. Làm đi. Đây. Đang cần. Đây, ngày mai tôi sẽ hướng dẫn mọi người cái kế cái ra cái cây mà lòn dây sẽ chỉ trên cao nha. Áp dụng vào đời sống rất là ok. Mục đích của nó là giúp cho mọi người cột dây trên cao mà không cần phải bắt thang, leo thang, mắc công lại té. Tôi cần một cái móc đồ rất là đơn giản và một cái cây sắt mỏng hay là cây gỗ cũng được, tùy mọi người lấy cái nào cũng được hết. Đời sống nó rất là cao cho nên mọi người cứ xem video, chỉ có lợi cho mọi người thôi chứ không có hại đâu. Nói chung cái gì mình tận dụng được thì tận dụng đúng không? Ừ. Đó, một cái móc đồ mọi người sổ thẳng hết ra. Sổ thẳng ra đúng không? Ừ. Ủa này đúng không? Đó là như vậy nha, khoan ốc hai bên, một ốc để cột và cái cây ta như thế này. Đó, anh gái vô. Cái mặt là ở dưới đúng không? Ừ. Đụng ngay cái mí luôn nha, để giữ mí, để ngay cái mí đúng không? Rồi. Quất. Test ví dụ trên cao nha. Ừ, anh sẽ lòn vô. Lòn vô đây. Ừ. Đẩy lên. Đẩy lên. Rồi luôn qua. Đó. Luôn lại. Rồi thằng kia nó móc đi theo. Rồi lấy dây xuống. Lấy dây xuống. Đó, vậy là anh cũng đã có dây rồi đó. Cứ kéo xuống vậy. Ừ. Đó. Để có lấy ra được không? Gì? Anh xin anh kéo xuống là lấy ra được rồi đó. Lấy ra dây rồi. Ừ. Vậy là lấy ra rồi. Đó. Chỗ này lấy ra. Đó này ra. Thử lại coi. Ừ. Lấy trên cao đó là cách mà mình treo dây ở trên cao mà không cần phải bắt thang, bắt đồ để cho nó cực. Tức là chế cái này là bắt cho nhanh. Vậy đúng không? Ừ. Đẩy vô anh. Quên. Đúng không? Ừ. Móc vô đây lại. Ừ. Xuống. Kéo xuống. Là cái thoải mái rồi, cái này nó móc kêu đây là ghì xuống thôi vậy. Ừ. Này là kéo xuống thôi phải không? Ừ. Đù, đó, tới thêm lên một lần nữa nè. Thử lần nữa đây. Để cái độ chính xác nó cao luôn nha. Test 10 như 10 luôn nha. Rồi, quất vô. Rồi. Nè. Đây đúng không? Ừ. Vậy nữa. Ừ. Chỗ lên. Chỗ lên. Đó, vậy đó. Đúng không? Ừ.
Ủa, vô đây. Đó. Là nhanh gọn luôn á. Ừ. Đủ. Đó. Đó, cách chế cái đồ cuộc dây trên cao nha. Rất đơn giản, không cần phải bắt thang nha. Mọi người chế cái này rất là ok nha. À, chúc mọi người xem video vui vẻ và nhớ đăng ký bật chuông, anh em tôi sẽ quay lại trong các clip sau nha.